Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình Thanh Thảo Show hàng tuần trên đài Việt Face TV do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Thưa quý vị, hạnh phúc thường được các tâm lý gia và các nhà xã hội học cho là một mục tiêu khó đạt được vì tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm của con người. Tuy vậy, một yếu tố để mở cửa hạnh phúc chúng ta ai cũng có thể kiểm soát được là vấn đề cân bằng tài chính cá nhân hay gia đình. Theo nhiều chuyên gia xã hội và tâm lý do hàng đầu dẫn đến ly dị tại Mỹ là tiền và quản lý tiền trong gia đình. Với tỷ lệ từ 50% cho đến 60% các cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng ly dị, thiết nghĩ tìm biện pháp quản lý và cân bằng tài chính là một đề tài hữu ích trong đời sống nhằm cứu vãn hôn nhân hoặc tìm sự an bình cá nhân. Mời quý vị hãy cùng với Thanh Thảo, một chuyên gia tài chính và đầu tư, tìm hiểu về những biện pháp này trong chương trình Quân bình ngân sách để tìm hạnh phúc trên đài Việt Face TV. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm những tin tức kinh tế toàn cầu và tin liên quan đến giới tiêu thụ. Chương trình này cũng gửi đến quý vị vài phương cách giữ cân bằng ngân sách. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Trong phần tin kinh tế thế giới, bản tin đầu tiên là Tổng thống Biden và Thủ tướng Merkel thắt chặt quan hệ giữa Mỹ và Đức. Bàn về các vấn đề quan trọng mà Hoa Kỳ, Đức và thế giới phải đối mặt hôm thứ Năm, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Đức là Angela Merkel đang vạch ra một lộ trình cho tương lai của mối quan hệ giữa Mỹ và Đức trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Joe Biden nói, sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Đức rất mạnh mẽ. Đây có thể là lần xuất hiện cuối cùng của bà Merkel tại Tòa Bạch Ốc trước khi bà mãn nhiệm vào mùa thu năm nay. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói rằng, tôi kỳ vọng rất nhiều vào việc quan hệ trở lại sâu sắc hơn một lần nữa. Ông Biden và bà Merkel đã bàn về cách giải quyết vấn đề gây tranh cãi và gần hoàn thành. Trong đó bao gồm đường ống Nord Stream 2 sẽ vận chuyển khí đốt thiên nhiên từ Nga đến Đức qua biển Baltic và công bố mối quan hệ đối tác về khí hậu và năng lượng mới với Đức. Tổng thống Joe Biden khẳng định, Thủ tướng Merkel và tôi tuyệt đối thống nhất với niềm tin rằng Nga không được phép sử dụng năng lượng làm vũ khí để ép buộc các hoặc là đe dọa các nước láng giềng. Và hôm nay chúng tôi đang khởi động quan hệ đối tác về khí hậu và năng lượng để hỗ trợ an ninh năng lượng với sự phát triển của năng lượng bền vững, công nghệ năng lượng bền vững và các nền kinh tế mới nổi. Bà Merkel nói rằng Mỹ và Đức cũng đồng ý họ coi Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh. Bà nói có rất nhiều sự hiểu biết chung rằng Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực là đối thủ cạnh tranh. Thương mại với Trung Quốc cần phải dựa trên giả định rằng chúng ta có một sân chơi bình đẳng và có quy tắc chung để tất cả chúng ta cùng tuân thủ. Thủ tướng được chỉ định của Lebanon từ chức. Tại Lebanon, đề nghị mới nhất về việc thành lập một chính phủ mới sẽ không được tiến hành. Và người đã đưa ra đề nghị là Thủ tướng chỉ định, ông Saad Hariri đang từ chức. Việc không đạt được thỏa thuận này lại là một đòn giáng nữa đối với một đất nước đã bị bao trùm bởi đói nghèo và tham nhũng của chính phủ. Lebanon vẫn quay cuồng với vụ nổ tại hải cảng kinh hoàng năm ngoái, thêm vào đó là đại dịch COVID-19. Bế tắc chính trị kéo dài gần một năm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhận viện trợ quốc tế đang rất cần thiết của Lebanon và làm dấy lên sự tức giận của người dân trên đường phố trong dịp ngày tưởng niệm vụ nổ đang tiến đến gần. Ngành du lịch ven biển của Tây Ban Nha gặp khó khăn để phục hồi. Đã qua nửa mùa hè nhưng niềm hy vọng phục hồi du lịch trên vùng ven biển Costa del Sol của người Tây Ban Nha đang tắt dần. Nơi từng là bãi biển nhộn nhịp bây giờ yên tĩnh lạ thường. Du khách Pháp, Đức và Anh vắng bóng. Người ra bãi biển chủ yếu là dân địa phương hoặc du khách nội địa Tây Ban Nha. Đối với hoạt động kinh doanh, họ mong muốn nhìn thấy các bãi biển dọc theo Địa Trung Hải, Mediterranean ngày càng bận rộn hơn khi ngày càng có nhiều quốc gia mở cửa. Nhưng thực tế không phải vậy. Lĩnh vực kinh doanh tại đây đang gặp nhiều khó khăn. Tại đây chỉ cần 5 euro, tức là khoảng 6 Mỹ Kim, là du khách có thể thuê một chiếc ghế trên bãi biển ở Torremolinos. Nhưng hầu hết các chiếc ghế đều trống trơn. Người dân địa phương và du khách Tây Ban Nha có xu hướng tự mang theo ghế và dù của riêng mình. Còn du khách chịu chi nhiều hơn từ Bắc Âu thì vẫn chưa có mặt tại đây. Những người bán kem kiếm tiền lẻ cũng không bán được hàng. Dù giá kem chỉ có tối đa là 3 hoặc 4 euro, nhưng đó là một phần của trung tâm lợi nhuận để họ tiếp tục kinh doanh. Cá mòi nướng trên bãi biển là một đặc sản địa phương tại các nhà hàng tại đây và dọc theo bờ biển đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Kết quả là hậu quả của Covid, nhiều người sẽ không còn tiếp tục kinh doanh. Mauritius sử dụng vùng đệm cách ly cho du khách. Các quốc gia phụ thuộc vào ngành du lịch đang khao khát đưa du khách trở lại. Một trong số đó là quốc đảo Mauritius đang mở cửa trở lại vào ngày thứ Năm cho du khách quốc tế.
Giai đoạn đầu tiên sẽ yêu cầu những người đến đây tạm nghỉ tại một trong 14 nơi gọi là Resort Bubbles hoặc là bong bóng nghỉ dưỡng, giống như là một biện pháp bán cách ly để cố gắng và giữ an toàn cho mọi người tránh khỏi COVID-19. Đất nước có 1.300.000 dân đã kiểm soát được sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh COVID trong đợt bùng phát hồi tháng 3 năm nay. Facebook cho biết tin tặc Iran cố gắng tấn công quân đội Hoa Kỳ. Facebook cho biết họ đã phá vỡ một nhóm tin tặc nhắm vào quân đội Hoa Kỳ. Các tin tặc được cho là đã tạo ra các hồ sơ mạng xã hội giả và gửi các liên kết độc hại đến các nạn nhân nhằm tìm cách dò thám các nhà thầu quốc phòng và quân nhân của phương Tây. Âm mưu bao gồm các mục tiêu tại Vương quốc Anh và tại châu Âu. Chiến dịch này rõ ràng có liên quan đến chính phủ Iran. Theo Facebook, các tin tặc thường đóng giả là đại diện của các công ty hàng không và quốc phòng để tạo mối quan hệ với các nạn nhân tiềm năng. Sau đó thì họ sẽ hướng nạn nhân đến các trang web lừa đảo được thiết kế để lấy cắp dữ liệu và quét hệ thống máy điện toán. Facebook cho biết thật khó biết chiến dịch gián điệp có thể đã thành công như thế nào. Công ty đã thông báo cho những người dùng có thể đã bị nhắm mục tiêu và đã chặn các liên kết trên nền tảng Facebook tới các trang web do nhóm tin tặc kiểm soát. Liên Âu chống lại Hungary, tức là Hung Gia Lợi, và Ba Lan về quyền của nhóm LGBTQ. Ủy ban Liên Âu đã khởi động các thủ tục pháp lý chống lại Hungary và Ba Lan về quyền của các nhóm đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới, gọi là LGBTQ. Các thủ tục vi phạm liên quan đến một luật mới được thông qua tại Hungary cấm nội dung trong trường học có vẻ như cổ suý sự khác biệt về nhận dạng bản thân tương ứng đối với giới tính khi chào đời, chuyển đổi giới tính hoặc là đồng tính, và bao gồm tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với sách vở dành cho trẻ em có nội dung LGBTQ. Thủ tướng Viktor Orbán trước đây đã bảo vệ luật này, nhấn mạnh đó không phải là về chống người đồng tính mà là về bảo vệ quyền của các bậc cha mẹ. Liên quan đến Ba Lan thì Ủy ban Liên Âu cho rằng giới chức của Ba Lan đã không trả lời đầy đủ và thích hợp cho cuộc điều tra của họ về bản chất và tác động của các nghị quyết được gọi là các khu vực không có LGBTQ, được thông qua bởi một số khu vực và thành phố của Ba Lan. Trong vòng hơn một năm, hàng trăm khu vực trên khắp Ba Lan, bao gồm khoảng 1/3 đất nước và hơn 10 triệu công dân, đã viết biểu tượng phản đối hệ tư tưởng LGBTQ vào luật ở cấp tiểu bang và địa phương. Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu là Johannes Barki cho biết rằng bình đẳng và tôn trọng nhân phẩm cũng như nhân quyền là giá trị cốt lõi của Liên Âu và được tìm thấy trong điều 2 của Hiệp ước Liên minh châu Âu. Phát biểu tại Nghị viện châu Âu vào đầu tháng này, Chủ tịch Ủy ban là Ursula von der Leyen cho biết châu Âu sẽ không bao giờ cho phép các bộ phận trong xã hội của chúng ta bị kỳ thị, có thể là vì người mà họ yêu, vì tuổi tác, dân tộc, ý kiến chính trị của họ hoặc là niềm tin tôn giáo của họ. Ba Lan và Hungary có 2 tháng để trả lời các cáo buộc do Ủy ban Liên Âu đưa ra. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng gần 8% trong quý 2 năm 2021. Dữ liệu kinh tế đã được công bố, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng 7.9% trong quý thứ 2 năm này so với một năm trước đó. Tỷ lệ này chậm hơn đáng kể so với mức tăng 18.3% của quý đầu so với cùng thời kỳ năm trước. Đó là một kỷ lục và cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã sa sút đến mức nào vào đầu năm 2020 khi siêu vi khuẩn coronavirus lây nhiễm mạnh. Tốc độ tăng trưởng quý 2 yếu hơn một chút so với dự kiến, nhưng Trung Quốc vẫn đang trên đà vượt mục tiêu tăng trưởng hàng năm hơn 6%. Vài phần của rừng nhiệt đới Amazon thải nhiều thán khí hơn là mức hấp thụ. Một số phần của rừng nhiệt đới Amazon hiện đang thải ra nhiều thán khí carbon dioxide hơn là lượng chúng được hấp thụ. Đó là theo một cuộc nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature. Nghiên cứu cho thấy 4 địa điểm chính là Amazon, Brazil thải ra 410 triệu tấn carbon dioxide mỗi năm, chủ yếu do các đám cháy lớn thường do con người gây ra. Các khu vực tương tự hấp thụ vào khoảng 120 triệu tấn carbon dioxide mỗi năm. Nhưng điều đó để lại cho chúng ta tới 290 triệu tấn khí thải thặng dư. Theo truyền thống, Amazon đóng một vai trò quan trọng cho việc làm mất trái đất, làm mát trái đất thưa quý vị, bằng cách hấp thụ một lượng lớn carbon dioxide giữ nhiệt. Nghiên cứu cảnh báo rằng, các điều kiện hiện tại có thể tàn phá hệ sinh thái và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Cảm ơn quý khán giả vẫn đang xem chương trình Thanh Thảo Show do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Sau đây là một số tin liên quan đến giới tiêu thụ vì 2/3 lực chuyển nền kinh tế Mỹ lệ thuộc vào mức chi tiêu của người dân. Bản tin đầu tiên là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang cho biết lạm phát sẽ tiếp tục tăng. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là Jerome Powell điều trần về lạm phát và những gì mà chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị làm khi giá của hầu hết mọi thứ đều tăng cao và một số nhà lập pháp lo ngại rằng chính phủ không làm đủ để giúp cho nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID.
ông Powell đã nói rằng lạm phát sẽ tiếp tục tăng nóng hơn trong những tháng tới trước khi hạ nhiệt. Lời điều trần hôm thứ Tư được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng lạm phát ngoài tầm kiểm soát có thể gây nguy hiểm cho tình trạng hiện tại của nền kinh tế Mỹ vừa khởi động lại sau khi COVID-19 buộc mọi thứ ngưng hoạt động. Các nhà lập pháp cho rằng lạm phát là một loại thuế đánh vào người Mỹ hàng ngày và các chủ doanh nghiệp nhỏ. Lạm phát đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong 13 năm. Nhưng ông Powell giải quyết mối lo ngại của các nhà lập pháp khi nói rằng các chỉ số lạm phát đang bị phóng đại bởi vì trên thực tế giá cả đã giảm hoàn toàn vào mùa xuân năm ngoái vào lúc đại dịch bùng phát. Ông cũng nói việc tăng giá nhanh chỉ là tạm thời và sẽ đảo ngược một phần khi sự trì trệ vì thiếu nguồn cung giảm bớt trong những tháng tới. Ông cũng hứa là chính phủ sẽ sẵn sàng hoạt động nếu cần. Về việc thay đổi chính sách tiền tệ dễ dàng hiện nay, ông Powell nói rằng các quan chức đang thảo luận về việc liệu họ có nên giảm quy mô mua tài sản của chính phủ hay không sau khi xem xét một số chỉ số bao gồm tiền lương, tỷ lệ thất nghiệp, mức độ việc làm để đưa ra những quyết định. Ngũ sắc đài cho biết 70% quân đội đã được tiêm chủng COVID. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết vào khoảng 70% quân đội Hoa Kỳ đã được tiêm ít nhất là một liều vaccine coronavirus. Phát ngôn viên ngũ giác đài là John Kirby đã nói về thông tin cập nhật với các phóng viên. Trong khi nói rằng con số này là đáng khích lệ, ông Kirby cũng lưu ý rằng còn nhiều việc phải làm. Ông cho biết quân đội vẫn cam kết khuyến khích quân nhân đi tiêm chủng với mức độ tối đa. Ông Kirby nói thêm rằng quân đội đang theo dõi chặt chẽ biến thể Delta nguy hiểm và lây nhanh chóng của siêu vi khuẩn coronavirus. Microsoft mua lại công ty an ninh mạng trong khi sự đe dọa ngày càng gia tăng. Microsoft đã chọn ra một công cụ mà họ hy vọng sẽ giúp ích trong cuộc chiến chống lại tin tặc. Công ty nhiên liệu điện toán khổng lồ này cho biết họ sẽ mua lại RISC-IQ, một công ty an ninh mạng. Giới chức của Microsoft cho biết việc mua này sẽ bảo vệ khách hàng khỏi những rủi ro phát sinh khi ngày càng có nhiều người làm việc từ xa và sử dụng các dịch vụ đám mây, tức là Cloud Services. RISC-IQ có nhiên liệu cho phép các công ty theo dõi chặt chẽ tất cả các mạng lưới điện toán của họ, bao gồm cả những mạng chạy trên các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Thỏa thuận này được đưa ra khi nhiều tổ chức đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công đòi tiền chuộc, ransomware. Microsoft không tiết lộ họ phải trả bao nhiêu tiền để mua được RISC-IQ, nhưng theo ước tính của hãng tin Bloomberg, thỏa thuận này ít nhất là 500 triệu Mỹ Kim. Nhà máy Nabisco ở New Jersey ngừng hoạt động. Một nhà máy Nabisco trong tiểu bang New Jersey đang đóng cửa. Cơ sở này là một nhà máy chính ở quận Bergen, nơi thuê 600 nhân viên. Đây là nhà sản xuất bánh Oreo lớn nhất. Hoạt động sản xuất sẽ ngưng vào ngày thứ Sáu. Công ty cho biết hành động này là nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thay đổi của khách hàng. Nabisco cũng đang ngưng hoạt động tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, nhưng công ty sẽ tiếp tục mở các nhà máy của mình tại Virginia, Chicago và Oregon. Lãi suất nợ nhà lại giảm thấp. Nếu quý vị đã bỏ lỡ lãi suất vay nợ nhà thấp kỷ lục vào đầu năm nay, thì nay có thể còn một cơ hội khác. Lãi suất đang giảm một lần nữa và đa giảm có thể thu hút một số người mua nhà trở lại thị trường. Lãi suất trung bình của khoản nợ cố định trong 30 năm đã giảm xuống còn 2.88%. Đó là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2 năm nay và là tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Loại nợ có lãi suất cố định trong 15 năm giảm xuống còn 2.22%. Các chuyên gia kinh tế cho rằng lãi suất thấp sẽ giúp bù đắp cho giá nhà tăng. Nhưng khả năng trả nợ sẽ vẫn là một thách thức đối với nhiều người mua nhà lần đầu vì khoản thanh toán hàng tháng cho căn nhà thông thường vẫn cao hơn so với một năm trước đây. Tuy nhiên, đây có thể là một cơ hội để tái tài trợ đối với những người đã lỡ dịp trong năm qua. Đối với hầu hết các chủ nhà, các chuyên gia tài chính khuyên rằng nên cân nhắc xem quý vị sẽ phải trả bao nhiêu tiền để tái tài trợ và dự định sẽ ở trong căn nhà bao lâu trước khi nộp hồ sơ vay lại nợ nhà. Johnson & Johnson thu hồi kem chống nắng. Hai nhãn hiệu kem chống nắng phổ biến đang bị thu hồi sau khi hàm lượng thấp của một hóa chất có thể gây ung thư đã được tìm thấy trong các sản phẩm. Một cảnh báo từ công ty Johnson & Johnson thu hồi 5 hiệu kem chống nắng, Neutrogena và Aveeno của công ty trong nước Mỹ. Các sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm Aveeno Protect, Refresh Neutrogena Beach Defense, Neutrogena Cool Dry Sport, Neutrogena Ultra Sheer và Neutrogena Invisible Daily. Điều này bao gồm tất cả các kích cỡ chai và mức độ SPF của các loại kem chống nắng này. Công ty đang kêu gọi những người đã mua những sản phẩm hãy vứt bỏ chúng đi. Trong một tuyên bố, công ty giải thích việc thu hồi tự nguyện đã được thực hiện hết sức thận trọng sau khi lượng benzen thấp được khám phá trong các sản phẩm. Johnson & Johnson nói rằng hóa chất này có thể gây ung thư tùy thuộc vào mức độ và mức độ tiếp xúc. Và họ nói thêm rằng benzen không phải là một thành phần trong các sản phẩm của họ.
công ty cũng đang điều tra những gì đã gây ra sự hiện diện của hóa chất này. Để được hoàn lại tiền mua sản phẩm bị thu hồi, quý vị có thể gọi cho trung tâm chăm sóc người tiêu dùng của công ty theo số điện thoại 1-800-458-1673, 1-800-458-1673. Blue Origin chọn một thanh niên bay lên vũ trụ cùng với tỷ phú Jeff Bezos. Người trẻ nhất từng bay vào vũ trụ sẽ tham gia với tỷ phú Jeff Bezos ngày 20 tháng 7. Oliver Damon, 18 tuổi, chuẩn bị bay cùng với Bezos trên phi thuyền Shepard mới. Một hành khách khác là cụ già 82 tuổi sẽ trở thành người lớn tuổi nhất. Damon ban đầu không nằm trong danh sách người tham gia chuyến đi. Hãng Blue Origin cho biết người đấu giá bí ẩn đã trả tới 28 triệu Mỹ Kim cho chiếc ghế của mình đã bị kẹt lịch trình. Vì vậy họ đã đẩy Damon lên chuyến bay đầu tiên. Damon đã đấu giá được một chỗ trên chuyến bay thứ nhì. Blue Origin không tiết lộ số tiền mà anh ta chi trả. Người chiến thắng ban đầu sẽ bay trong một phi vụ trong tương lai. Damon tốt nghiệp trung học vào năm 2020 và đã mất một năm để lấy bằng phi công tư nhân của mình. Anh sẽ theo học trường đại học Utrecht ở Hà Lan vào tháng 9 để nghiên cứu về vật lý và quản lý sự đổi mới. Cũng liên quan đến không gian, Elon Musk mua vé Virgin Galactic bay vào vũ trụ. Một tỷ phú khác cũng đang hướng tới không gian. Elon Musk là người sáng lập và là CEO của công ty SpaceX và Tesla đã đặt vé cho một chuyến bay trong tương lai trên một chiếc Virgin Galactic, theo lời của CEO Richard Branson. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi tỷ phú Branson và một phi hành đoàn bay lên không gian trên một chuyến bay phản lực thiên hà Virgin Galactic. Báo Sunday Times cho biết Musk đã đặt cọc 10.000 Mỹ Kim để giữ chỗ. Hiện chưa có thông tin nào về thời điểm mà chuyến bay sẽ diễn ra. Ngay bây giờ, một giờ bay lượn trên một chiếc máy bay không gian Virgin Galactic có giá tới 250.000 Mỹ Kim. Khoảng 600 người đã cho biết ý định tham gia các chuyến bay, bao gồm cả những người nổi tiếng như Tom Hanks và Lady Gaga. Từ không gian, chúng ta trở về trái đất. Tỷ phú Bezos tặng Viện Bảo tàng Smithsonian món quà lớn nhất từ trước đến nay. Viện Bảo tàng Smithsonian vừa nhận được món quà lớn nhất kể từ khi thành lập vào năm 1846. Cựu giám đốc điều hành Amazon là ông Jeff Bezos cho biết món quà tặng 200 triệu Mỹ Kim. Theo Smithsonian, trong số tiền này thì 70 triệu sẽ được dùng để tân trang Viện Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia. Còn 130 triệu sẽ giúp tạo ra một trung tâm giáo dục mới tại Viện Bảo tàng. Tỷ phú Bezos đã đầu tư rất nhiều vào việc khám phá không gian. Ông sẽ bay đến rìa không gian trên hỏa tiễn của công ty do ông sở hữu mang tên Blue Origin. IRS gửi thêm tiền hoàn thuế cho những người đã trả quá nhiều. Khoảng 4 triệu người nộp thuế có thể mong đợi nhận được tiền hoàn lại từ Sở thuế Liên bang IRS trong tuần này. Số tiền đó sẽ được trả cho những người đã trả quá nhiều tiền thuế dựa trên trợ cấp thất nghiệp hồi năm ngoái. Đạo luật kế hoạch giải cứu người Mỹ năm 2021 đã loại trừ thuế trên hơn 10.000 Mỹ Kim tiền trợ cấp thất nghiệp, nhưng luật đã được thông qua sau khi phần lớn số tiền thuế đã được nộp cho Sở thuế IRS. Chính phủ đã bắt đầu hoàn trả cho một số người nộp thuế vào tháng 5. Vòng thanh toán hoàn thuế mới nhất được dự trù thực hiện dưới dạng tiền gửi trực tiếp vào chương mục ngân hàng bắt đầu ngày thứ tư và chi phiếu sẽ được gửi ra vào ngày thứ sáu cho những người muốn nhận chi phiếu. Số tiền hoàn lại trung bình là 1.265 Mỹ Kim. Con số này thay đổi dựa trên một vài yếu tố. Amazon bị kiện về các sản phẩm bị cáo buộc là nguy hiểm. Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng của Hoa Kỳ viết tắt là CPSC đang kiện công ty Amazon về vấn đề an toàn sản phẩm. Trong đơn khiếu nại của mình, cơ quan này trích dẫn đồ ngủ của trẻ em có thể cháy quá dễ dàng, máy dò khí carbon monoxide bị lỗi và máy sấy tóc thiếu cơ chế an toàn để tránh gây sốc cho người dùng khi bị ướt. CPSC cho biết Amazon đã bán được 400.000 chiếc máy sấy tóc không an toàn đó. Cơ quan này muốn buộc Amazon phải ngưng bán sản phẩm, tiến hành thu hồi sản phẩm và thông báo cho những khách hàng đã mua chúng. Các nhà lãnh đạo của Amazon cho biết công ty đã làm những điều đó khi CPSC yêu cầu. Các sản phẩm mà CPSC lo ngại được bán bởi người bán trên bên thứ ba trên thị trường của Amazon, chứ không phải là bởi chính nhà bán lẻ này. Nhiều phán quyết của tòa án đã cho thấy Amazon có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những sản phẩm bán theo kiểu như vậy. Hành động này không liên quan đến các mối quan tâm khác đã được nêu ra về tính an toàn của các sản phẩm được bán dưới nhãn hiệu riêng của Amazon, gọi là Amazon Basics. Vừa rồi là những tin kinh tế liên quan đến giới tiêu thụ tại Mỹ. Bàn về ngân sách gia đình, Thanh Thảo nhận được câu hỏi của khán giả về tại sao hàng hóa và dịch vụ bị tăng giá vì lạm phát và vài điều nên biết khi du lịch trong mùa hè năm nay. Sau đây là phần trả lời dựa theo Consumer Watch và báo Washington Post. Bản tin đầu tiên để trả lời quý vị là tại sao hầu hết mọi thứ đều tăng giá.
từ thức ăn cho đến đồ đạc, giá mà quý vị phải chi trả gần đây đã tăng vọt. Và các chuyên gia cho rằng lý do chỉ vì mọi thứ đều đắt hơn. Gregory Deco là nhà kinh tế trưởng của Hoa Kỳ tại Oxford Economics cho biết, tốc độ nhu cầu hàng hóa đã tăng trở lại. Ông Deco nói, vì vậy điều đó đã dẫn đến sự tăng giá nhanh chóng chưa từng có của một số hàng hóa. Chúng tôi nhận thấy rau quả cũng như thịt đều tăng. Lạm phát nói chung là do nguồn cung gián đoạn. Nhưng thực tế là chúng tôi đã thấy nhu cầu mạnh mẽ và tiêu thụ mạnh mẽ từ ăn tiệm cho đến nấu ăn trong nhà. Và có lẽ trong một số trường hợp, thậm chí tiêu thụ nhiều hơn mức tiêu thụ của mọi người trước cuộc khủng hoảng COVID. Ông Deco cho biết, người Mỹ đã thay đổi một số mô hình chi tiêu theo hướng nhận được nhiều hàng hóa hơn, bao gồm cả dụng cụ thiết bị thể thao, tập thể dục và đồ nội thất. Một sự gia tăng mà ông nói không nhất thiết phải được dự đoán trước. Ông Deco cho biết sự kết hợp của nhiều phương tiện giao thông trên đường hơn, kết hợp với mong muốn đi du lịch địa phương nhiều hơn, đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về xăng và tỷ lệ lạm phát giá năng lượng cao hơn. Giá xe hơi cũng tăng. Số người mua xe trong thời kỳ đại dịch có liên quan đến việc rất nhiều công ty cho thuê xe bán hết hàng tồn kho của họ và hiện nay đang phải đối mặt với nhu cầu mạnh mẽ, trong khi sự thiếu hụt chất bán dẫn đã ảnh hưởng đến khả năng sản xuất xe hơi mới. Trong khi đó thì nguồn cung lao động bị hạn chế dẫn đến chi phí cao hơn đang được chuyển cho người tiêu dùng. Một dấu hiệu khác cho thấy người Mỹ sẵn sàng chi tiền. Chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới AMC cho biết cuối tuần vừa qua là cuối tuần bận rộn nhất kể từ khi các rạp của họ đóng cửa vào tháng 3 năm 2020 vì đại dịch COVID. Và kế đến là vài điều cần biết khi du lịch trong mùa hè năm nay. Đối với những người chọn sử dụng đường hàng không, mùa hè năm nay bao gồm những lần hủy chuyến bay và sự chậm trễ. Thời tiết xấu, thiếu hụt nhân viên và sự phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực du lịch đã buộc các hãng hàng không phải điều chỉnh lịch trình trong mùa hè năm nay. Và nhiều người mong đợi những phức tạp sẽ tiếp tục diễn ra sau mùa du lịch cao điểm. Nhưng có những cách mà quý vị có thể tự bảo vệ mình hoặc là giảm bớt tác động nếu chuyến bay bị hủy hoặc là bị hoãn. Báo Washington Post gần đây đã xem xét những cách quý vị có thể thực hiện. Bắt đầu bằng cách đặt một chuyến bay sớm trong ngày. Bằng cách đó quý vị sẽ có nhiều lựa chọn hơn để đặt lại nếu như chuyến bay bị hoãn hoặc bị hủy. Nếu có thể hãy mua một chuyến bay thẳng để tránh việc hủy chuyến bay có thể ảnh hưởng đến các chuyến bay chuyển tiếp. Và nếu đi du lịch cùng với gia đình, hãy đặt chỗ trước cùng với nhau trong một hồ sơ. Bằng cách đó nếu phải đặt lại quý vị sẽ chỉ tốn một công mà thôi. Và hãy tìm vé cho phép sự linh hoạt thay đổi ngày hoặc là điểm đến của chuyến du lịch miễn phí. Và nếu như bay đi dự một sự kiện đặc biệt nào đó thì hãy dành cho mình một khoảng thời gian đệm an toàn. Nếu có thể thì hãy bay sớm một ngày trong trường hợp chuyến bay của quý vị có thể bị ảnh hưởng bởi việc hoãn hoặc là hủy chuyến bay. Để biết thêm về cách bảo vệ bản thân khỏi những thay đổi về chuyến bay vào phút chót, quý vị hãy xem toàn bộ câu chuyện tại trang washingtonpost.com. Thưa quý vị, quân bình ngân sách gia đình không những giúp chúng ta mang lại hạnh phúc cho người thân mà còn đem sự bình an cho tâm hồn. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc là muốn gửi câu hỏi về chương trình này, xin liên lạc với Thanh Thảo tại tonythanhthao@vietfacetv.com hoặc info@vietfacetv.com. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình Thanh Thảo Show tuần này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Kính chào tạm biệt.